Arsenal đã có chiến thắng 2-0 trong trận đấu đầu với Leeds United thuộc khuôn khổ Carabao Cup. Trận đấu này đã kéo dài thành tích bất bại của pháo thủ trên mọi đấu trường lên con số 8. Mặc dù chỉ tung vào sân một đội hình dự bị bao gồm rất nhiều cầu thủ trẻ, nhưng Arsenal vẫn cho thấy những tiềm năng trong lối chơi và việc họ giành chiến thắng trước đội quân của Marcelo Bielsa là một điều vô cùng xứng đáng. Những cầu thủ dự bị như là Callum Chambers, Bellino hay Nketiah đã có một trận đấu hay trước một Leeds United không hề dễ chịu. Việc giữ sạch lưới trước một đội bóng giàu tốc độ như Leeds là một nỗ lực vô cùng đáng khen của hàng phòng ngự Arsenal. Bellino đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng một sự tưởng thưởng xứng đáng dành cho màn trình diễn của anh trước các cầu thủ Leeds. Bên cạnh Leno, một cầu thủ đã chơi rất hay khác cũng xứng đáng được vinh danh, đó là Marlon Lai. Trong một ngày được huấn luyện viên Mikel Arteta tin dùng ở vị trí tiền vệ trung tâm, Marlon Lai đã không làm người thầy của mình phải thất vọng. Trước khi trận đấu bắt đầu, các cổ động viên Arsenal có lý do để lo ngại khi nhìn vào đội hình ra sân của pháo thủ. Nơi tuyến giữa của họ có sự xuất hiện của bộ đôi Elneny và Marlon Lai. Đã từ rất lâu rồi, những người hâm mộ pháo thủ mới nhìn thấy Marlon Lai chơi tại vị trí tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, màn trình diễn sau đó của anh đã mang lại sự yên tâm phần nào cho những fan hâm mộ của pháo thủ. Cầu thủ trẻ người Anh là người được chấm điểm cao nhất nhì của trận, chỉ sau cầu thủ xuất sắc nhất, Leno. Marlon Lai cho thấy sự năng nổ trong những tình huống vây giáp nhằm giành lại quyền kiểm soát. Cầu thủ sinh năm 97 luôn cho thấy tốc độ trong những tình huống thay đổi trạng thái, nhưng đường truyền lên phía trên của anh luôn rất trực diện và mở ra nhiều khoảng trống cho các đồng đội. Trong trận đấu với Leeds, Marlon Lai đã thực hiện tổng cộng 37 đường truyền, nhiều thứ hai toàn đội, chỉ kém Cedric với 40 đường truyền. Tỷ lệ chuyền bóng chuẩn xác là 78,4%. Đây là tỷ lệ chuyền bóng chính xác không quá ấn tượng của một tiền vệ trung tâm. Nhưng con số này hoàn toàn không thể hiện màn trình diễn của Marlon Lai. Những đường truyền của anh đều rất nguy hiểm, và nếu nó thành công, thể hiện một tư duy bóng đột phá, điều mà Arsenal rất cần vào lúc này. Vậy màn trình diễn này đã đủ thuyết phục Mikel Arteta cho Marlon Lai một vị trí nơi hàng tiền vệ của Arsenal. Cầu thủ người Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Và liệu anh có phù hợp với đội hình hiện tại của pháo thủ hay không? Chúng ta hãy cùng nhau đi vào phân tích. Marlon Lai từ trước tới nay luôn được biết tới với tư cách là một hậu vệ cánh, thông thường là cánh phải. Thật ra, khi chỉ mới 16 tuổi, Marlon Lai đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Arsenal và vị trí lúc đó của anh là tiền vệ trung tâm. Và cho tới tận bây giờ, cầu thủ người Anh luôn cho thấy nguyện vọng được chơi tại vị trí này. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh mỗi khi được trọng dụng tại vị trí tiền vệ trung tâm chỉ mang tới những sự thất vọng mà thôi. Chính lý do đó đã khiến không chỉ Mikel Arteta mà ngay cả Unai Emery chỉ tin dùng Marlon Lai ở vị trí hậu vệ cánh. Điều này nhằm phát huy những điểm mạnh và hạn chế những yếu điểm của anh. Nhờ kinh nghiệm từ đội trẻ lên đội 1 chơi tại vị trí hậu vệ cánh, Marlon Lai luôn biết mình phải làm gì trong những tình huống phòng ngự. Một ưu điểm của cầu thủ sinh năm 97 chính là anh không bao giờ ngại lùi sâu để phòng ngự. Những tình huống cản phá của Marlon Lai luôn rất quyết đoán, thậm chí là quyết liệt. Nhờ tốc độ cũng như thể lực sung mãn, Marlon Lai luôn có thể thích ứng với những trận cầu nhanh và quyết liệt như ngoại hạng Anh. Cầu thủ người Anh thường xuyên ngăn cản thành công những tình huống phản công của đối thủ nhờ vào tốc độ của bản thân và giành lại quyền kiểm soát che bóng cho đội nhà. Nếu được chơi như một tiền vệ trung tâm, đây có thể là một vũ khí rất lợi hại dành cho Marlon Lai. Bên cạnh khả năng phòng ngự, một điểm mạnh khác của Marlon Lai chính là khả năng kết nối hàng công. Marlon Lai luôn nắm rất rõ vị trí của đồng đội và đưa ra những phương án lên bóng vô cùng nhạy bén khi có bóng và kể cả là không. Việc di chuyển khôn ngoan nhằm kéo giãn hàng phòng ngự đối phương sẽ giúp những cánh tấn công của Arsenal có thêm nhiều khoảng trống và những Smith Rowe hay Saka hoàn toàn có thể gây ra nguy hiểm cho khung thành của đối phương. Nhờ việc chơi khá lâu ở vị trí chạy cánh, Marlon Lai còn có cho mình khả năng qua người một đối một khá tốt. Nhờ tốc độ và kỹ thuật của mình, cầu thủ người Anh luôn sẵn sàng đi bóng trực diện nhằm vượt qua cầu thủ đối phương. Bên cạnh những điểm mạnh đã đề cập ở trên, Marlon Lai cũng có không ít những yếu điểm. Và đó là lý do chính khiến anh vẫn chưa thực sự bứt lên thành công, trở thành một cầu thủ quan trọng dành cho Arsenal. Điều đầu tiên có thể kể tới là Marlon Lai quá tự tin. Anh có tốc độ, thể lực cũng như kỹ thuật. Thế nhưng đôi khi, nó lại chính là con dao hai lưỡi cho bất kỳ đội bóng nào sở hữu Marlon Lai. Cầu thủ người Anh đôi khi cho thấy những tình huống xử lý bóng rườm rà, quá mức cần thiết. Đôi khi lại thiếu chắc chắn tới không ngờ. Marlon Lai đôi khi mắc những lỗi rất ngớ ngẩn
khi anh quá tự tin vào khả năng cầm bóng cũng như là che chắn bóng của mình và khiến Arsenal phải lao đao mỗi khi cầu thủ người Anh làm mất bóng. Khả năng chơi đầu cũng là một điểm yếu của Maloney. Khi còn chơi ở vị trí hậu vệ cánh, Maloney chỉ giành chiến thắng trong 46% các pha tranh chấp trên không, tham gia vào 45 các pha tranh chấp trong vòng 33 trận đã đấu, một con số vô cùng khiêm tốn. Còn khi được chơi tại vị trí tiền vệ trung tâm, Maloney chỉ giành chiến thắng trong một lần duy nhất trong tổng số 4 tình huống tranh chấp trên không. Maloney năm nay đã 24 tuổi, có lẽ đã tới lúc anh thực sự cần thể hiện mình nhằm tìm kiếm cơ hội tại Arsenal, hoặc là tìm kiếm biên đô khác nhằm cứu vãn sự nghiệp của mình. Kỳ chuyển nhượng mùa xuân cũng sắp tới rồi, Arsenal khả năng cao sẽ mất Thomas Partey và Elneny vì cúp vô địch châu Âu. Đây là cơ hội không thể tốt hơn dành cho Maloney nếu anh muốn chiếm một suất nơi trung tuyến của pháo thủ. Granit Xhaka khả năng sẽ quay trở lại, nhưng khả năng lấy lại phong độ của tiền vệ người Thụy Sĩ là không cao sau một chấn thương nặng tới như vậy. Maloney cần cho thấy sự ăn ý bên cạnh Sami Lokonga, một cái tên cũng chơi rất hay hiện nay. Với những kỹ năng mà Maloney, trên lý thuyết anh hoàn toàn có thể bù trừ cho người đồng nghiệp của mình, tạo nên một cặp đôi trung tuyến vừa tấn công tốt lại vừa phòng ngự chắc chắn. Maloney cần phải chứng tỏ mình hơn nữa ở vị trí yêu thích của anh, tiền vệ trung tâm. Bởi giờ đây, quá khó khăn cho việc cạnh tranh vị trí hậu vệ cánh với một Tomiyasu đang vô cùng chắc chắn. Màn trình diễn trước Leeds là vô cùng hứa hẹn. Maloney cho thấy mình có thể cáng đáng được tuyến giữa của Arsenal, kể cả khi chơi ngay bên cạnh anh là một Mohamed Elneny đang có phong độ không thực sự tốt. Chính vì thế, không có lý do gì để anh không làm tốt nhiệm vụ của mình bên cạnh những Lokonga hay Granit Xhaka cả. Tiêu chung lại, thời gian dành cho Maloney đang trôi qua rất nhanh và anh cần phải cải thiện bản thân mình hơn nữa nhằm kiếm được một vị trí chính thức trong đội hình của pháo thủ. Chắc chắn hơn, hạ bớt cái tôi và chơi bóng như thể đây là trận đấu cuối cùng của mình. Có như vậy mới giúp bản thân anh thoát khỏi cái mác tiềm năng trẻ đã theo bám anh suốt lâu nay. Riêng tầm tám cơ lắp thì uy tín, như tầm tám cơ lắp thì quá uy tín. Chế khi game này lên game khác, bạn này biết có tâm do siêu khủng và siêu châu, tỷ lệ ăn cực cao thua tình núi sao như người hỏi lên đỉnh bao lâu. Game bài bắn kẻ đại sổ game cứ vào chơi nhất thắng bởi vì không ai sẽ phải ra về. Club nha mọi người ơi, đây là một trong những game đang rất là hot. Club thì quá ít đi. Em đã tải, em ấn vào cái link tải.